cả mọi người, mình sẽ cập nhật nhanh tình hình dịch Covid tại Bến Tre tính đến hết ngày hôm nay, ngày 18 tháng 7 năm 2021. Có những nội dung như sau. Thì Bến Tre ghi nhận thêm là 32 ca dương tính mới nữa. Tính đến hết ngày hôm nay, mọi người, là ngày mai là Bến Tre sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tức là nhà cách với nhà, thôn cách với thôn, ấp cách với ấp, xã cách với xã, huyện cách với huyện và tỉnh cách với tỉnh. Không được tập trung ngoài nơi công cộng quá 2 người. Mọi người phải giữ khoảng cách với nhau là 2 mét. Đó là thông tin cần biết. Chỉ được phép đi ra ngoài để mua những cái nhu yếu phẩm cần thiết như thuốc men hay là thức ăn thôi, lương thực thực phẩm. Rồi, em sẽ đến nhanh với 32 ca dương tính ghi nhận chiều ngày hôm nay ngày 18 tháng 7. Thì trong đó là thành phố Bến Tre là 7 ca, phường 5 là 2 ca, phường 6 1 ca, Phú Hưng 1 ca, Mỹ Thanh An 3 ca, còn huyện Ba Tri là 13 ca nha. Trong đó xã An Đức là 1 ca, An Nghĩa Tây là 1 ca, An Nghĩa Trung là 5 ca, Tân Thủy là 2 ca, thị trấn Ba Tri là 3 ca, Vĩnh Hòa là 1 ca, huyện Châu Thành là ghi nhận 2 ca mới nha. Là ở Sơn Hòa 1 ca, An Khánh là thêm 1 ca, huyện Dòng Trôm là 5 ca, trong đó là Bình Thạnh là 4 ca, Long Mỹ là 1 ca, huyện Thành Phú là 4 ca ở An Điền. Và nơi khác đến đó là 1 ca có địa chỉ tại Bạc Liêu mà ghi nhận tại Mỏ Cày Nam. Hiện tại là số trường hợp cách ly y tế là 1.211 người. Số trường hợp kết thúc cách ly là 363 trường hợp. Thì tính đến hết ngày hôm nay thì Bến Tre ghi nhận là 196 trường hợp. Mình cũng xin kết thúc thông tin tại đây. Nếu mà mọi người cảm thấy thông tin có bổ ích thì vui lòng cho mình một cái đăng ký nha. Mọi bình luận của mọi người là đóng góp cho mình càng ngày càng phát triển hơn. Chân thành chào tạm biệt mọi người.